Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể. Tham gia Kính đoàn thưa chủ tịch đoàn đại chủ hội tịch có các ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 Hoàng Trung Hải và đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Tham dự lễ khai mạc đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu, các đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng lần thứ 13 là đại hội có số đại biểu đông nhất trong 13 kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam với 1.587 đại biểu tham dự. Trong đó, số đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%, đại biểu chỉ định chiếm 0,95%, đại biểu nữ chiếm 13,99%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi. Mở đầu phiên khai mạc, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng khóa 12, bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, đây là những nhiệm vụ trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân đã giao cho đại hội. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và khẳng định đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn với đồng bào, tổ quốc, dân tộc, với mong muốn nhìn thẳng vào sự thật, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và mục tiêu đi tới của dân tộc, dân giàu nước mạnh vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đại hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghe đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Nhìn lại công tác chuẩn bị đại hội thời gian vừa qua, các đại biểu đều tin tưởng vào một kỳ đại hội sẽ thành công rực rỡ. Vinh dự là đại biểu khách mời đại diện khối thanh niên tiêu biểu dự đại hội Đảng lần thứ 13. Phạm Đức Anh, từng được mệnh danh là chàng trai vàng hóa học Việt Nam, không khỏi hồi hộp, xen lẫn hạnh phúc. Được chứng kiến sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ là động lực to lớn để Đức Anh tiếp tục học tập và đóng góp tri thức, sức trẻ xây dựng đất nước. Cảm thấy là mình phải cố gắng, theo khi tham dự đại hội mình phải cố gắng chứng kiến xem là đất nước chúng ta đang như thế nào và tương lai sẽ có dự định ra sao và bản thân mình có thể đóng góp được những điều gì. Em không mong muốn gì hơn, đó chính là đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công rực rỡ. Và em mong rằng là ban chấp hành của nhiệm kỳ mới sẽ đưa ra những quyết sách, những cái chương trình hành động cụ thể để đưa đất nước ta lên những cái tầm cao mới. Lần thứ hai về Hà Nội dự đại hội, đại biểu Nguyễn Văn Sinh vẫn giữ nguyên cảm xúc tự hào. Nhìn lại những dấu ấn thành công của nhiệm kỳ đại hội 12, sự chuẩn bị chu đáo, bài bản chặt chẽ cho đại hội 13,
càng là cơ sở để ông Sinh và các đại biểu tin tưởng vào sự thành công rực rỡ của đại hội. Là một đại biểu về dự đại hội, tôi kỳ vọng rằng đại hội 13 sẽ quyết định những chiến lược về kinh tế xã hội ổn định, vững chắc, toàn diện trong tương lai để làm sao đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, đất nước ta trở thành nước đang phát triển và có thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đất nước ta trở thành một nước phát triển và có thu nhập cao. Mỗi một kỳ đại hội đảng toàn quốc đều có những quyết sách hết sức quan trọng cho cái sự phát triển của đất nước. Và vì thế thì cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc của tỉnh Đắk Lắk đặt niềm tin sâu sắc vào cái sự lãnh đạo đúng đắn và có những quyết sách lớn lao để thúc đẩy phát triển đất nước chúng ta trong giai đoạn mới. Không chỉ tinh thần phấn khởi, tin tưởng, các đại biểu dự đại hội cũng đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhất, trách nhiệm nhất, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng 13. Các đại biểu dự đại hội không chỉ là niềm tự hào, đó còn là trách nhiệm vô cùng lớn lao trước Đảng và nhân dân trong việc lựa chọn những con người xứng đáng hay thông qua những chủ trương, chính sách, mục tiêu và con đường phát triển của đất nước trong thời gian tới. Cũng như mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh có nhiều kỳ vọng vào những quyết sách sẽ được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục là đòn bẩy quan trọng để đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo. Nhiệm kỳ 2015-2020, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục được các cấp các ngành, cộng đồng xã hội quan tâm. Liên tục trong 4 năm liền, Ninh Bình xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực của toàn ngành. Trong kỳ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các cái nghị quyết của Đảng các cấp cũng như là các cái chỉ thị. Ở đây đặc biệt đó là nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Không chỉ tập trung vào trí dục, đức dục mà nhà trường còn chú trọng giáo dục cho các em về kỹ năng sống, giá trị sống để các em có thể hình thành nhân cách một cách toàn diện. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đào tạo Ninh Bình đã có những đổi mới sáng tạo với phương châm lấy người học làm trung tâm. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư ở tất cả các cấp học đã tạo điều kiện cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Bên cạnh những thuận lợi thì mỗi cấp học cũng còn gặp phải những khó khăn nhất định, đòi hỏi phải có sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Mỗi cán bộ, giáo viên, công tác trong ngành đều mong muốn Đại hội 13 của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm chiến lược để phát triển đất nước, cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Đối với những trường ở các cái vùng trung tâm thì cái cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thì tương đối ổn định. Nhưng đối với những trường nông thôn, đối với những trường vùng miền núi hoặc những trường mà ở khu vực điều kiện kinh tế khó khăn thì cần có sự chăm lo của Đảng và Nhà nước để cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đảm bảo, đáp ứng được cái yêu cầu đổi mới giáo dục. Cần có cái sự khuyến khích, động viên đối với những tổ chức cá nhân chăm lo, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thì công tác giáo dục mới có thể phát triển được ở tầm cao mới. Cùng với những kỳ vọng đổi mới, không ít cán bộ, giáo viên cũng bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách đối với giáo viên, nhất là giáo viên mầm non. Đối với ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, chúng tôi mong muốn đại hội sẽ có những chính sách đồng bộ, quan tâm đến đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên nói chung, đặc biệt là chế độ chính sách đặc thù cho giáo viên mầm non với cái điều kiện làm việc là tăng giờ hàng ngày như là giờ trực trưa, rồi chính sách tiền lương, tiền công thỏa đáng cho đội ngũ nhân viên làm công tác nuôi dưỡng tại các trường mầm non, đặc biệt là giảm bớt cái áp lực công việc, rồi điều chỉnh cái chế độ nghỉ hưu phù hợp với giáo viên mầm non. Đồng thời, thông qua cái kỳ đại hội này, chúng tôi mong muốn là các cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, đáp ứng được cái yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục. Nghề giáo, nghề trồng người, nghề được xã hội tôn vinh và trân quý. Chính vì vậy, những quyết sách liên quan đến giáo dục được quyết nghị tại Đại hội 13 sẽ là tiền đề căn bản quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ đất nước. Mỗi cán bộ, giáo viên trong ngành luôn tin tưởng và kỳ vọng
đại hội sẽ đưa ra chủ trương đúng đắn để sự nghiệp chồng người, đào tạo nhân tài có những bước tiến vững chắc, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập. Với tinh thần tương thân tương ái, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức thăm hỏi, trao quà Tết cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Yên Khánh và Kim Sơn. 100 suất quà Tết đã được lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh trao tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí quà tặng trị giá 50 triệu đồng do Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh tài trợ. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng gần 400 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng, qua đó động viên chị em phụ nữ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi ấm áp. Dù một năm kinh tế xã hội nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19, song việc dồn mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho người lao động, không để ai phải thiếu Tết là một chủ trương nhân văn được thực hiện xuyên suốt nhiều năm qua. Các địa phương đã rà soát lao động khó khăn kể cả do dịch COVID-19, thiên tai để lên các phương án hỗ trợ tiền, quà cụ thể. Tất cả đều xác định việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động và ổn định quan hệ lao động là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Từ hơn một tháng qua, các cấp công đoàn trên cả nước đã triển khai rà soát các trường hợp khó khăn, đặc biệt là với các công nhân có gia đình. Việc rà soát không chỉ trên giấy mà còn đến từng khu nhà trọ của người lao động. Qua đó, hàng trăm nghìn vé tàu, vé xe nghĩa tình và hàng trăm nghìn suất quà tiền mặt đã được tặng cho người lao động khó khăn, lao động ngoại tỉnh tại các khu công nghiệp để họ vơi bớt một phần lo lắng, yên tâm đón Tết. Tết diễn ra vào thời điểm còn đất nước của chúng ta đang hướng đến sự kiện chính trị rất đặc biệt, đó là Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp công đoàn đang tập trung là từng công đoàn cơ sở nắm chắc số công nhân viên chức lao động là gặp bị ảnh hưởng khó khăn. Khó khăn có hai việc. Việc thứ nhất là bị ảnh hưởng từ tình hình của Covid. Thứ hai là khó khăn ở những cái vùng bị thiên tai. Thứ hai đấy là năm nay doanh nghiệp cũng gặp khó khăn. Cho nên công đoàn cơ sở phải phối hợp với người sử dụng lao động sớm bằng một cái phương án để chăm lo Tết cho người lao động. Đặc biệt những gian hàng không đồng, những chương trình bán hàng không lợi nhuận với sự chung tay của rất nhiều đơn vị doanh nghiệp đã góp phần tạo nên một cái Tết đoàn viên ấm cúng cho lao động nghèo trên cả nước. Đến với hội chợ này thì nhờ bên công đoàn cấp trên tài trợ thì bọn em có được tham gia cái chương trình giảm giá không đồng. Thì bọn em cũng mua sắm được một số những cái mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cái cuộc sống gia đình. Chúng tôi đã mua một số cái bao gạo, một số cái suất quà của Liên đoàn Lao động đã cho là chúng tôi được giảm giá là 50%. Thống kê từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước đều giữ nguyên mức thưởng Tết 2021 bằng hoặc cao hơn một tháng lương tối thiểu. Những hành động thiết thực này cho thấy nhiều doanh nghiệp sẵn sàng giảm bớt lợi nhuận để giữ lại tài sản lớn. Đó chính là người lao động đồng hành cùng mình khôi phục kinh tế sau đại dịch. Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Ninh Bình đã phối hợp với tỉnh đoàn và Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ Giá trị sống và tặng quà Xuân yêu thương 2021. Mục đích của câu lạc bộ nhằm tuyên truyền giáo dục định hướng giá trị đạo đức, nhân cách, lý tưởng sống cho các em học sinh, đồng thời thu hút tập hợp các em để giáo dục cảm hóa, bổ sung kiến thức văn hóa, kỹ năng giao tiếp ứng xử, qua đó giúp học sinh hoàn thiện nhân cách, tâm sinh lý, có thái độ và hành vi tích cực. Nhân dịp này, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh và Trường Trung học cơ sở Quang Trung đã trao 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.